Hello, Quốc Hùng xin kính chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em nha. Rất vui được gặp lại toàn thể tất cả bác trong video này. Thì tiếp tục bên em sẽ lên cho bác một cái con hàng đáy Mỹ WC RMX 1450. Giá bình dân, giá cực kỳ là bình dân cho tất cả bác để qua chơi. Đấy. Ở nào đang cần một con đáy đánh súp đơn này, hoặc là đánh full 30 hay long thì các bác lựa chọn cho em con này nha. RMX 1450 WC Audio 2 kênh nha bác nha. Đánh sấp thì các bác đưa về một kênh, đưa về mono một kênh để đánh. À, công suất nó sẽ tăng lên rất là cao để các bác đánh sấp rất hợp lý nha. Thì RMX 1450 hiện tại bên em đang có một con hàng đẹp xuất sắc cho tất cả các bác nha. Thì đã làm mặt trước nó này. Mặt trước này quá nha, đây, mặt trước này rất đẹp nha, nắp lưng thì đã có spa qua xa, đã có spa qua rồi nha quá nha. Này, phía trên này thì nó dính mấy cái chân đế cao su, cái này thì em sẽ lau chùi sạch lại cho bác, rất ok nha. Còn này là phía bên trong máy này, phía trong máy thì có thấy là nó cực kỳ là mới và đẹp, cực kỳ là mới và đẹp nha. Con này thì sở hữu size là 1.5 mà, size 1.5, ngang là 48, sâu là tầm 40-42. Đấy. Và con này có cấu hình công suất là ở 8 ohm. 1450 là 280W nha các nhá. 8 ohm là 280W. Thì với cái công suất này thì đánh vô từ bắt những đôi lo mà xình sò như là EVP Way thì bắt 30 là đánh vô từ 30, có những đôi lo bắt 40 nó tầm 250W thì nó đánh ok luôn bác nha. Đấy. 4 ohm là 450W. 2 ohm đã xuống tới 2 ohm luôn các bác nha. Ở 2 ohm là 700W và ở chế độ Brick Mono nó 4 ohm là 1400W. Đấy, với cái công suất 1400W á thì con này nó đánh vô tư những cái sub đơn. Đấy, đã dư sức đánh những sub đơn bắt 50 từ 22%. Thì thường là những sub đơn bắt 50 từ 22% thì nó sẽ có công suất max là 1200W. Thì con này nó mono nó sẽ nằm ở 1400W thì nó đánh vô tư rồi các bác nhá, đánh càng đét luôn. Đấy. Thì về thức bên ngoài là đẹp rồi, còn bên trong là nó mới còn mới keng luôn á, bên trong là mới keng luôn. Đó. Hàng như là chưa sử dụng luôn á chứ. Đấy, có nhìn những cái quy mạch nó còn sáng bóng như này, những cái ôn trên xứ là trên tinh. Nó chạy là tổng cộng là 24 sò, 16 sò. Bên này là 48, bên này 8 nữa là 16. À, đặc điểm của Mỹ này, đặc điểm của Mỹ là da bìa này. Các bác nhìn da bìa rồi biết ngay là hàng Mỹ. À, được sản xuất năm 2006 nha. Sản xuất năm 2006 WC Audio này, được in trên tất cả các bộ mặt của WC. Đó, bên này cũng thế này. Bên này cũng 2006 WC Audio này. Là 2006 thì 24 18 năm á. Đây 18 năm, mới 18 năm thôi. Hàng còn quá đẹp. Đấy. Tụ nó là 3300 mi mỗi tụ. À, và mỗi vế nó là 4 tụ nha. Mỗi vế là 4 tụ và tụ 100V 3300 mi. Thôi bác nha. 100V 3300 mi nha. Đấy, hàng quá đẹp luôn các bác, những linh kiện. À, quá mới. Con này thì sử dụng 4 nguồn điện và chiến nguồn điện ở đây nha bác nha. Nó sẽ có cái bảng màu của dây điện này, 240V, 120V, 100V. Đó, có bác chế chiến điện ở đây nha. Đấy, cái bo này thì nó sản xuất năm 2003. Đấy, những cái bo, mỗi bo thì nó sản xuất theo từng năm nha. Đấy, từng năm khác nhau nha. Nó không phải nó giống chung, nó giống rồi bác nha. Đấy, có bo thì sản xuất 2002, bo thì sản xuất 2001, 2003, nói chung là những cái đời này á thì nó tầm sản xuất vào những năm 2000 thôi, không có sâu hơn. Đây thì cái bo này nó sử dụng cho RX 1450 này và RX 850 này. Đấy, sử dụng cho hai model này nha. Còn chỉ xứ nguyên bản nha bác nha. À, quá đẹp, tăng cua xíu này, keo chỉ là keo ốc là còn nguyên nha, keo ốc là còn nguyên này. Quá đẹp, quá mới, tăng cua xíu, da bẹ là trắng tinh, mới tinh luôn nha bác nha, con này quá mới luôn.
phía sau này, phía sau thì có đó là ốc áp này rồi, còn quá mới luôn các bác ơi. Sẽ có một cái tổ hợp nút gạt để các tình tùy chỉnh ở cái chế độ system mono và những cái chức năng khác. Thì mỗi chức năng các bác chỉnh thì nó sẽ có hướng dẫn ở đây, các bác cứ gạt theo hướng dẫn ở đây. System thì các bác gạt qua system, mono thì gạt qua mono, nó hướng dẫn hết nha. Thì tổ hợp nó là gồm 10 số, một từ 1 đến 10 nha các nha. Thì tương ứng là ở trên này thì nó cũng đánh dấu là từ 1 tới 10 này. Các bác cứ gạt qua theo cái bảng này là ok. Còn trước khi mà bên em test gửi hàng ấy, thì bên em sẽ đưa về chế độ theo ý của bác. Nếu mà các bác đánh sub thì các bác muốn gạt qua mono thì em sẽ gạt qua mono cho các bác. Còn các bác muốn đánh ST thì hai kênh riêng biệt thì em sẽ đưa về chế độ ST. Đấy. Đường ký hiệu đầu vào thì 6 ly và 35 thì nó sẽ ở đường input nhé. Còn đây là quạt gió. Còn phía đường ra lo thì nó sẽ sở hữu hai cầu lo, một cầu lo nutric và một cầu lo bắp chuối mà chim thực dụng nha bác nha. Bắp chuối thì các bác cậy cái nút ở ngoài đằng sau này, rồi các bác ghim được bắp chuối. Còn mỗi chim thì các bác ghim vào bên này. Đó. Ở đây nha bác nha. Yuda 280V 8 ohm, điện 220V nha. Đấy, con này quá đẹp nhưng điện nguồn rồi. Thì với mức giá là 6.200.000 đồng. Đấy, con này thì quá rẻ luôn bác, 6.200. Bên em bao cước và tặng kèm theo cho các bác là một cặp dây 35 để các bác kết nối nha. Thì con này thì quá ok rồi. Đó, muốn đang tìm một con hàng dặm dân mà muốn về đánh sub và đánh pull thì liên hệ cho em. Dòng này thì chất âm nó rất là hay, UIC thì chất âm nó khẳng định rồi nha bác nha. Đấy, thương hiệu đẳng cấp rồi. 6.200.000 nha bác nha. Đó, QSRV21450. Mỗi chi tiết mua hàng thì các bác cứ liên hệ cho phòng qua số điện thoại là 0366487070359 nha. Zalo, Facebook qua số 707 luôn ạ. Rồi, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video sau.